Nếu bạn muốn mua robot hoặc là cài game, hãy truy cập cài game giá rẻ. Ngoài ra thì trang web có link, khi giới thiệu link cho bạn bè các bạn sẽ nhận được 5%. Còn ngoài ra thêm một cái nữa đó là đang có chức năng là chuyển tiền cho bạn bè, người thân, gia đình và bồ nhí gì đó. Chỉ cần nhập cái số ID và chuyển tiền thôi, nhớ là phí chuyển 1.000 đồng nha. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Quý Trần Gamer. Và hôm nay lại là All Star Thor và Defend Nerf Turo ngày 11. Tức là cái acc này tôi đã tạo được 11 ngày rồi các bạn. Và tôi đã full được 6 ô, level 51, có được cái phi tiêu. Cái gì á, kêu là cái cây cư cư nê nê cô cô, quên mất tiêu rồi, nói chung là cây phi tiêu đó. Tông ninja, tông Naruto đó, màu đỏ rồi. Mở được ô số 6 rồi, và hôm nay là sẽ là nghiên cứu coi là ô số 6 là con gì nha. Hiện tại thì tôi cũng có một số con, ví dụ Rengoku. Rengoku của tôi thì cũng được, nếu mà có thì tôi sẽ up lên 6 sao thì ok, chứ hiện tại thì chưa lên 6 sao cho nên sẽ không để được. Slot thì tôi thấy 5 slot đầu ổn rồi đó. Zoro, tôi đang phân vân là slot 1 là chọn Zoro hay là chọn em chết. Nhưng mà em chết upgrade từ upgrade 1 sang upgrade 2 là tốn 1250 tiền, trong khi đó Zoro cứ 500-600 thôi. Cho nên Zoro sẽ đánh bấu dư full 2 nó ngon hơn là con chết. Thêm một cái nữa là em Zoro này đam sẽ to hơn, về cơ bản đam sẽ to hơn một xíu, cho nên tôi sẽ chọn Zoro thay vì con chết. Con chết, con trách gì đó, con trách gì đó đúng không mấy ông, bắt tiếng Anh tôi ghê lắm, tôi dốt tiếng Anh sẵn rồi. Sau đó thứ hai là cái Riza 6 sao thì chắc chắn là phải lấy Riza 6 sao rồi. Sau đó thứ ba là bún mắm phải có rồi. Sau đó thứ tư là em Gate để dành đi Infinity Extreme hoặc này nọ. Sau đó thứ năm thì lấy chủ tịch hội Phật tổ, bởi vì ông ấy đánh farm dam được và đánh e được. Đây là một nhân vật khá mạnh cho nên là không bỏ qua được. Chỉ còn có một sau đó số 6 thôi. Một là lấy Rengoku, hai là lấy em Trách này, hoặc ba là lấy Layagami. Thì hiện tại team của tôi chỉ có như đó thôi. Mina chưa đủ tiền lên 6 sao. Chưa đủ tiền lên 5 sao. Nhưng mà Mina lên 5 sao thì cũng không có hay dùng lắm các bạn. Tôi cũng không hay dùng, bởi vì có Gate với lại Zoro này là ổn rồi. Thủ đầu thủ cuối gì cũng được rồi nên không sao. Rồi đánh E thì có Riza. Nếu mà đi Infinity thì có ông cụ già. Do đó thì tôi đang phân vân là một là lấy Nayagami, hai là lấy Rengoku 6 sao. Rồi Doflamingo thì thôi bỏ đi ha, con này đánh nhanh nhưng mà cùi lắm. Nó lên 6 sao hay sao thì còn xài được, giờ thì không xài được. Hoặc là đem thiên sứ quýt theo chơi. Để em tôi hiện tại cũng chưa hoàn thiện lắm. Mina lên 5 sao thì cũng tạm tạm mà, chứ cũng đánh không ngon. Nếu mà up Luffy lên 6 sao thì cũng được, đem vô slot thì cũng ổn. Nhưng mà up Luffy tốn rất là nhiều thời gian, và tôi là một người khá là lười farm. Cho nên thôi bây giờ slot số 6 tạm thời tôi sẽ để La Yagami. Nhưng mà slot này tôi không dành cho La Yagami đâu. Nếu mà có cái con khác thì tôi sẽ dành con khác, đó là con Buddam. Nếu mà có thêm con Buddam thì tôi sẽ bỏ slot số 1, bỏ Zoro và gắn em Buddam vô. Và sẽ thành tem là Erin, Riza, Bún Mắm, Gate, rồi chủ tịch hội Phật tổ với chủ tịch hội giết người La Yagami. Nếu mà có, nếu có Buddam nha, còn không có thì đành phải xài cái tem này hiện tại thôi. Nói vậy là tháng qua là mình bỏ em Zoro rồi, chứ đâu phải bỏ La Yagami. La Yagami thì tương lai chắc phải bị bỏ đó các bạn. Do hiện tại thì nhiều con nó mạnh hơn La Yagami quá. Rồi, hôm nay tôi sẽ đi thử Infinity thử coi nó tới đâu ha. Để coi là mình đi được bao nhiêu dam, rồi bao nhiêu quay luôn. Giờ tôi sẽ thử đi map thường ha, map extreme ta. Thôi đi map extreme đi cho nó nhanh ha. Rồi vô, extreme nha. Bạn nào có nhu cầu auto farm thì cũng có thể auto farm đó. Map extreme thì tôi đã hướng dẫn rồi đúng không? Auto farm bằng con kinh nghiệm. Nó đặt Gate ở dưới đây đó, quay lưng, đang đi trên đường bỗng thấy bất thường, quay mặt vào tường như thế này á, bấm nút qua đây cho nó đặt con này đây vậy thôi. Sà ba, hoặc có nhiều bạn bình luận là dùng S Cano up lên 2 up 3 là được. Rồi vậy cũng ok đó. Tôi không có S Cano cho nên tôi xài Gate thôi. Nhưng mà nếu có S Cano thì cũng ngon, tại S Cano nó rẻ tiền, nó up đều lên. Mình đi tới quay 10 thôi rồi mình bán hết. Cái đó là cách để farm con kinh nghiệm ngon nhất. Rồi nếu mà cái cách bạn farm dam thì cũng như vậy luôn. Chắc khả năng chắc tôi phải chỉ là cụ thể hơn quá. Hôm nay tôi không có chỉ cho nên tôi không có hướng dẫn chi tiết được. Thì cũng trạng thái quay mặt vào tường, nhưng mà chúng ta sẽ có thể dùng những nút như thế này. Đó. Nút qua trái, nút qua phải trên bàn phím nè, các bạn sẽ đi bằng cái nút này, đi bằng nút mũi tên như thế này thì sẽ không sao. Các bạn có thể đi thoải mái quanh map luôn, đặt cứ như bình thường luôn anh em. Đó, đi như vậy ha. Không thu phóng thì có thể bấm nút Y, nút O như thế này để thu phóng. Trời ơi, nó không auto skip luôn hả. Bật lên đi ha. Nó bật hiệu ứng lên, mặc dù Gate đánh cũng chả thấy hiệu ứng gì đâu. Đó, các bạn có thể dùng những phím như vậy để có thể auto farm.
Nhưng mà nói chung autofarm các bạn phải làm thông thả, chậm rãi, từ từ thôi. Nếu mà bạn nào mà muốn lấy file thì bữa nào tôi làm file tôi gửi cho. Hiện tại tôi có một cái file duy nhất thôi, đó là dùng Gate bún mắm ở vị trí số 3 và Gate ở ô số 4 và farm tới quay 10 Infinity sau đó out ra, cho nên cũng chẳng cái gì để gửi hết á. Dần sau tôi rảnh tôi làm cho chừng vài cái file ha. File auto farm kinh nghiệm rồi file auto farm dam rồi file thì nó làm file lấy top Infinity luôn. Tức là các bạn chỉ cần để những con nó giống y hệt con trong cái hình thôi, như tem hướng dẫn tôi thôi, các bạn bỏ vô và các bạn bật chương trình lên là các bạn sẽ đi được tiếng quay 60 hoặc 70 gì đó. Tức là không cần làm gì hết, chỉ việc lấy cái file đó bỏ vô và ngồi nhìn nó đi thôi là sẽ tới được cái quay đó, nếu như bạn có những cái con đúng như tôi yêu cầu. Hợp lý không nè, phát triển đến cảnh giới đó là hơi ghê đó, nhưng mà file chỉ dành cho một người thôi nha, chứ còn hai người thì nó rối não lắm. Và có thể là file dành cho hai người chơi. Mỗi người tải một file, file cho người thứ nhất, file cho người thứ hai, anh em cứ bỏ vô đó thôi, rồi nó sẽ tự động đặt, rồi tự động đặt robot, tự động chém xong rồi farm dam, rồi layagami các kiểu con đà điểu, chỉ cần bật phần mềm lên, hai người bật lên điểm 1, 2, 3 bấm cái là ok, là vô chung với nhau là làm chung luôn. Cái đó thì nó hơi bị xa vời, với lại nó hơi bị nhức đầu nhức não, chắc là chỉ một người thì được, chứ còn hai người vậy thì nó hơi rối nè. Quái bao nhiêu rồi, 400 mấy. Gate thủ đầu khá là ổn. Nó thủ đây đi. Vậy là mình thủ đây luôn đi. Rồi một hồi đặt Riza này nọ dưới đây. Rồi sau đó đặt chủ tịch hoặc Phật tổ ở trên kia. Đi map Infinity thì đi map team thì chúng ta hạn chế. Chúng ta farm vừa vừa thôi. Đừng farm đam nhiều quá. Farm nhiều quá dễ bị đội lắm. Đội gì thì ai cũng biết rồi. Đó. Tăng đam lên một xíu cho nó phù bắn. Riza bắn cũng đam thấm đó anh em. Nhưng mà nó bắn tới 7 giây lận. Đặt chơi thôi chứ tôi thấy nó bắn không có hiệu quả. bắn quái đi đi, không có Gate này đội quần đâu rồi. Đó, vô quái nó xuống ghê quá, không biết có thắng tuần này hay không nữa chứ. Chúng ta đi Infinity thì đi team ngon hơn, tôi thấy đi team nó sướng hơn nha. Giờ đi mất thường cảm giác nó nhàm nhàm sao, đặt con Gate rồi cho nó nằm ngủ, không có suy nghĩ hay là căng thẳng căng não vậy đó. Để coi, đặt thêm con Gate nữa đó, đập con Brisa lên 1.500 đam. Gửi đam mà đập mấy con quái này là dư chết rồi đó. Nhưng mà vấn đề là thời gian thôi. Riza thì chúng ta không cần up full đâu. Đi mấy cái map Infinity này chẳng hạn, chúng ta up từ từ thôi, vừa vừa thôi. Rồi chủ yếu là số lượng. Đặt chừng 5-7 con Riza thì nó bắn chết hết tụi này. Một con bắn không thấm đâu nha. Nó có 500 máu nè. Con Riza tôi tới 1.000 mấy đó, nhưng mà nó bắn không kịp. Vấn đề là thời gian, bắn không kịp chứ không phải là bắn không nổi. Địch nó không có nhiều, nó không có mạnh, nhưng mà nó đông và hung hãn quá. Rồi đám kia tới nữa nè, quay 6 rồi. Đội hình thì hiện tại đội hình của tôi 6 con là như vậy vậy. Đội hình tiêu chuẩn. Layagami tôi thì đam nó cũng hơi cùi. Thôi bây giờ thôi đặt thêm em lý già đó gì. Không tham, tham dễ chết lắm. Đó, vô. Ôi, 500 máu, ok. Đây nè, đây là lý do tôi đặt em lý già các bạn. Nó tới quay 7 gì đó, nó sẽ có mấy con bấu vô sợ full này nè. Bấu vô full thì Gate đập không được. Nhưng mà bạn nào không có Riza có thể đặt con khác được, ví dụ như là Zoro nè cũng được nè, đặt mấy con rẻ rẻ tiền mà có thể up lên up đây 1, up đây 2 liền á. Chứ còn những con mà đắt tiền như chủ tịch Phật tổ thì chúng ta không nên xài trong những cái quay như thế này. Mà chủ tịch Phật tổ up cái lần up không lên up 1 nó cũng rẻ lắm. Thấy chưa? Có hai em Riza mới đập được tụi này chứ thôi đặt Gate là chúng ta cũng không được đâu, không ổn đâu. Riza nó cũng có cái tác dụng của nó. Và tôi sẽ thủ bằng Riza luôn nghe. Vô. Thêm nữa. Đó. Chờ 500 tiền up tiếp. Lên 1.500 đam thôi, không có cần nhiều. Để coi nay tôi đi dẹp team lại được tiếng quay bao nhiêu ha. Quái này mới có 600 mấy 700, ôi ơi này chạy nhanh nhiêu đây. Ôi 700 mấy không sao nè. Hồi xưa đi dẹp team thấy khó lắm, mới vô cái nó chạy cái ao vô nhà thôi, tại mình không có kinh nghiệm. Giờ mình kinh nghiệm đầy người luôn. Đó đi ra nó bắn thấy kìa không. Giờ mới up bún mắm nè. Hồi nãy đừng up nha, nãy đi tới quay sớm sớm mà up bún mắm nhiều quá là dễ chết lắm, húp mắm lắm. Nó giờ đi ra nó bắn là ba con à, đặt thêm con nữa nè, 4 con. Gate giờ đóng màn nhện luôn. Mỗi con đi ra tôi up đi 2 thôi, thấy không? Đấy, em thấy không, tôi chỉ up đi 2 và con đi ra tôi level 60 thôi, 1.500 đam rồi. Mấy con này nó bắn, thấy chưa, chết hết trơn. Không đánh nhanh, nhưng mà được cái nhiều. Ta được cái là được cái số lượng, ta bù lại. Không cần đam to, up một con đi ra full lên, nãy giờ là nó quái nó chạy qua luôn đó. Tại lo không kịp, một con đi ra full không lo nổi tụi này. Up lên, đặt bông mắm,
bây giờ không sợ nữa nè. Nó thấy tình hình nó ổn rồi mới đặt cúng bấm nha. Nó đi farm về cho nó bền, nó vững chắc. Nó có 700 mà lâu lâu chúng ta ngồi ta canh quá quái thôi, 800 máu. Ôi mới có 800. Ôi. Nhiều đây. Có 1.500 rồi, không sao hết, chả gì hết rồi. Không cần phải lo gì hết trơn anh nè, lại up lên tiếp. Nói chung thì chúng ta sẽ lỗ tiền một xíu nhưng mà chúng ta sẽ ăn chắc thủ chắc. Chứ trong kệ vô gate nó bắn nhiều quá, nó bắn cũng không nổi đâu. Đó, đặt Riza như vậy. Bây giờ chúng ta thấy quá chứ nó khó, nó mạnh, nó tăng máu lên đúng không? Up một nấc Riza lên thôi là ấm ngay. Đó, giờ nó là có tiền nè. Mở con Riza up lên một phát thôi nè, là nó lên 1.500, nó lên 2.300 ram nè. Giờ up tất cả lên up đây 3 nè. Vậy thôi, vậy là ổn rồi. Không có con nào qua nổi đó. Lên 2.300 ram. Thông thả từ từ thôi. Đừng farm nhiều quá, đi extreme nó khác, đi bình thường. Đi bình thường thì muốn làm gì cũng được, cái này đi thông thả. Đó, cứ từ từ farm. Đó, đi ra đánh cũng thấm lắm á. Thấy chưa? Chơi chiêu ném đĩa Nomi. Đó, 1.500 tiền. Chưa, chờ một xíu nữa up lên ha. Tính ra đi nãy giờ quay 11 mà vẫn chưa có con bún mắm nào full luôn á. Kệ đi. Xong cái này chắc có con full nè. Đó, biết ngay mà, quay 12 mới có một con bún mắm full. Bún mắm tôi ưu tiên lên level 80 rồi nè. Thì tôi xài auto farm, tôi farm không kinh nghiệm. Cứ tới khi ngủ tôi bật phần mềm auto farm lên và tôi bỏ đó tôi đi ngủ thôi. Chương trình thì làm một cái là sử dụng mãi mãi. Mình làm một cái mình thấy ổn là mình xài hoài được là ok. Kiếm ta không bị trục trặc kỹ thuật là ngon. Đặt thêm một con bà lý già chơi nữa nè. Đó, lâu lâu đặt thêm con tăng lực lượng lên. Mấy con này sống xiết gì nói. Trời ơi, tụi này con nít. Riza nó xài ngon cái chỗ là nó rẻ lắm anh em. Mới đầu vô đặt nó rẻ mà up lên. Ví dụ như bây giờ up đi 2.300 dam mà thật cái tốn có 2.000 tiền. Nó rẻ lắm. Cho nên Riza xài cũng ổn, ngon. Rồi up bún mắm lên, được hai con up bún mắm full rồi. Điều kiện kinh tế bây giờ bắt đầu phát triển nè, bây giờ mới bắt đầu làm ăn nè. Quái đâu vô được đâu, thấy không? Vô là nó chết hết, chết như rạ hết. Tụi này bao nhiêu? 1.000 máu. Ôi ôi, đi extreme chưa bao giờ là dễ. chưa bao giờ dễ như vậy chứ. Hồi xưa đi phải nghiên cứu á, rồi boost dam này nọ, nhưng mà thường tôi thấy đi extreme đi nhiều người nó căng lắm. Đi ít người thì nó dễ hơn nè. Đó, tiền. Ô ghê chưa? Một hồi có tiền xong rồi chúng ta sẽ đặt ông chủ tịch Phật tổ trên kia. Nhưng mà ông chủ tịch Phật tổ xa vời lắm. Nếu mà không có đi ra hay đi cái này cũng hơi bị khó. Đặt chủ tịch Phật tổ này nọ nữa cũng được. Nhưng mà nó chắc giả lắm. Có đi ra xong đi nó nhàn lắm. Chỉ việc đặt gate. Đặt hai con gate đó chưa. Sau đó có tiền up đi ra lên rồi ngồi đây hưởng thụ. E hả? Nó chẳng quan tâm. Quá e quá yếm gì nó vô nó đập hết. Nhàn đó nè. Có đi ra gắn ngọc rồi đi nó khỏe. Đi tìm dễ dàng không? Thủ đầu, đi ra thủ đầu hơi khá đó. Sau khi đi ra thủ đầu ổn xong thì ta ngồi ta farm thôi. Được 4 con bún mắm full rồi nè. Rồi nét trên này chắc được thêm mấy hai con nữa quá. Vô 5 em bún mắm. Đặt em thứ 6 full luôn. Đó. Rồi em thứ 7. Hơi lâu nha, chắc tới quay 16. Quay sau nữa có thể mới là full hết được tất cả. Sau đó phải hai quay nữa mới đặt được ông già Phật tổ. Tại sao mới đặt ông chủ tịch hội Phật tổ? Tại vì đặt ổng để farm đam. Đam ổng to. Đam ổng to nhưng mà ổng tới 40 mấy ngàn tiền lận. Lajikami cũng 40 ngàn tiền nữa. Tính ra là tem này là khá là tốn tiền đó. Và không biết có thể đặt được nổi hết hay không nữa. Nếu mà đặt không được thì slot số 6 tôi sẽ không phải dùng Lajikami mà sẽ dùng em trách. Hoặc buồn buồn tôi dùng quýt. Dùng thiên sứ quýt chăng. Rồi up lên đây nè. Cỡ nào cũng full hết nè. À, lên. Đó. Full hết rồi. Vậy đó. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu up Riza lên. Còn dư tiền để làm gì? 1 em 2 em 3 em rồi 4 em hết tiền rồi. Nét quen cái nữa là đặt hơi bị nhiều Riza đó. Đó, vậy thôi là ổn. Bây giờ là chúng ta chỉ việc ngồi và chờ tiền thôi. Sau đó chúng ta sẽ quay lại sau vài phút quảng cáo. Hello, tôi đã trở lại rồi. Hiện tại là quay 39 giờ quái đó, chuẩn bị bò vô nhà rồi các bạn. Đặt 8 ông già ở trên này luôn. Rồi ở dưới đây đặt Riza luôn. Nhưng mà là một con chuẩn bị vào nhà, không vào nổi. Lajagami chưa kịp đặt luôn các bạn. Đội hình này hình như là Lajagami cũng chả xài được gì hết trơn. Không đủ tiền để xài hết tất cả. Mặc dù nó xài bún mắm full level 80 rồi. Và một con quái đã vô nhà rồi nè. Ôi, chưa vô luôn, hên quá. Nhưng mà chắc cũng không sống được lâu đâu.
40 rồi nè, tức là đi Infinity Team tới 40 giờ chúng ta đang ngáp. Ngáp thật sự luôn, ngáp chảy nước mắt luôn á. À, nó vô nè, nó vô nè, nó chạy như điên luôn. Tụi này chạy nhanh quá. À, chắc là cũng không đi xa nổi nữa đâu, nhưng mà cũng là kỷ lục mới đó. Tôi đi tới quay 40 của Extreme rồi. À, nếu mà cái này có râu đen hoặc bút đam thì tôi đi khá là xa, đi xa thêm vài cây số nữa đó, nhưng mà không có bút đam. Nên tôi sẽ ngồi tôi hóng, slot số 6 sẽ là slot bút đam chứ không phải là slot Dayagami nè. Rõ ràng là không đủ tiền để đặt. Hiện tại là Zoro tôi vẫn chưa ra nè, Gate tôi vẫn chưa đủ nè, cho nên là slot số 6 tôi sẽ bỏ Dayagami và lấy Zoro nha. Kinh nghiệm này được bao nhiêu con đây? À, cũng khá đó chứ bồ. À, 4, 3, 12 con, ngon. Tèo tèo, vậy là đi được tới 40 hơn một xíu thôi anh em. Lý do là chúng ta không có boost down. Nhưng mà nếu có boost down thì sau đó số 6 sẽ bỏ Yagami. Đó, và bỏ luôn nè, cũng không xài tới nữa anh em. Đi đi Infinity tiêu á thì không đem được, không đặt ra được, mà đi story thì cũng chả xài tới nữa, cho nên là slot số 6 bỏ ra và không thèm xài luôn. Có mở slot số 6 nhưng chỉ xài 5 slot thôi. Rồi chúng ta sẽ ăn đam một xíu ra 420 không để coi lên được nhiêu. Tăng 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 420 500 620 đó được 200 tiền à, 200 kim cương nè, 640 rồi. Đang bán sliver cũng ổn đó, nhưng mà tôi cũng trả đủ tiền để đặt nữa đâu. Sliver thì đánh cũng giống như ông chủ tịch hợp Phật tổ nè, skill thì nó vòng tròn kiểu giống như cương ma cũng mạnh lắm, nhưng mà chắc không mua quá. Chúng ta sẽ chờ coi không dây nó qua con mới là con gì luôn ha. Đó, các bạn nhìn là biết bây giờ tôi quay lúc thời điểm nào, mấy giờ mấy phút mấy giây rồi. Vậy là quyết định cuối cùng tem sẽ là như vậy: Zoro, Riza, bún mắm, Gate, ông già và Buddha. Slot này tôi sẽ giữ như thế này và chờ Buddha tới thôi. Rajagami đem Infinity rồi không đặt nổi do không đủ tiền, mà đi story model thì cũng chả xài tới đúng không? Gì nữa đấy, chưa xong nữa à? Hay quá, qua luôn rồi anh em. Bán Sasuke hoặc là Broly. Broly. Broly nhất em. Broly. Nhưng mà làm sao mua được Broly đây? Broly này chỉ có 4 sao thôi à. Bây giờ thì 450 nên mua không anh hàng sớm? Mua. Mua là phải 3 con Broly mới có thể up lên được. Nhưng là thôi ha. Anh hàng sớm kêu thôi vậy thôi. Nên nay tôi sẽ không thử nhân phẩm nữa anh em. Ba con Rory thì nó chua quá, nếu mà mua được ba con Rory đặt cái ô vị trí số 6 thì cũng tạm ổn đó. Nhưng mà thôi tôi sẽ để dành kim cương không phá cổ nữa. Mặc dù nhân phẩm rất là cao, lần này tôi mua chắc là không ra Rory mà sẽ ra Sasuke 5 sao. Cho nên thôi tôi không mua nữa nha. Video tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở những video Nuptial tiếp theo.